Hôm nay khai trương hả bà? Dạ, hôm nay bán rồi cô. Cơm tấm Sài Gòn. Hôm nay là ngày khai trương. Ở đây là số mấy bà? Đây có địa chỉ nè. Cơm tấm theo phong cách Sài Gòn hả anh? Đúng rồi, Sài Gòn mình đó. Nó ở Sài Gòn lên đây. Hôm nay mới bắt đầu khai trương ở ngay đường Nguyễn Thúc Chu, thị xã Hà Tiên. Sườn không? Ở tấm không? Cơm tấm sườn. Đây. Đây là chả, chả trứng. Một sườn, một trứng. Với một dĩa bình thường không lấy mỡ hành nha. Cho em nhiều rau. Hồi sáng con tưởng bà đi ăn sáng hết chứ. Anh là người Sài Gòn về đây mở quán hả? Ở Bình Thạnh. Bình Thạnh hả? Sài Gòn chị có bán cơm tấm chưa? Bán rồi, từng bán rồi, rồi hả? Bán ở quận mấy chị? Ở quận 9. Hai vợ chồng quyết định ra đây lập nghiệp. Đúng rồi, chính xác luôn. Tại thấy không khí ngoài này khỏe đúng không? Dạ. Giờ Sài Gòn chật chội quá, gần biển, với lại không có gia đình ngoài này. Cậu mợ ở ngoài này á. Vậy thì tốt quá rồi. Là mình ra anh đây. Chị bán cơm tấm được bao nhiêu năm rồi? Cũng trước là bán bún bò, sau này mới chuyển qua cơm tấm. Cũng có nghề bán quán ăn lâu năm rồi đó. Ảnh là thợ nấu á. Ảnh là trên đầu bếp. Giá cả phải chăng, sườn ướp mà rất là mềm.